Vâng, thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi mãi mãi, nhưng trong lòng người dân Việt Nam luôn khắc ghi những công lao to lớn mà Bác đã cống hiến cho đất nước. Bên cạnh những đức tính như giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu, thì đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cực kỳ liêm khiết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương thì sao tề gia, trị quốc, bình thiên hạ được. Chính sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và các lãnh đạo chủ chốt là sự bảo đảm về mặt chính trị và tạo động lực to lớn cho công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng lúc 6 giờ 40 phút. Đoàn gia đình con cháu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư dẫn đầu là đoàn đầu tiên vào viếng. Phu nhân Tổng Bí thư đã không kìm nén được cảm xúc bên linh cữu của chồng lần cuối. Trong giây phút đó, mọi người có mặt trong nhà tang lễ đều nghẹn ngào, vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính yêu của chúng ta. Phía sau một người chồng liêm chính là một người vợ giản dị. Phía sau người chồng chí công vô tư là một người vợ không toan tính tư lợi. Phía sau một người đàn ông giữ quyền lực chính trị cao nhất quốc gia là một người phụ nữ đảm đang, tề gia nội trợ và âm thầm kính tiếng. Những phẩm chất ấy của phu nhân và gia đình Tổng Bí thư có thể nói cũng từ ông mà có được. Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 4 người, mặc dù nhiều tuổi nhưng vợ chồng đồng chí sống rất giản dị, liêm khiết, không thuê người giúp việc. Bà Ngô Thị Mận, vợ của đồng chí, là một cán bộ công an đã về hưu rất cần mẫn, chăm chỉ việc nhà, chăm lo sắp xếp để chồng yên tâm công tác. Hai người con của đồng chí đã có gia đình. Bản thân các con của đồng chí, con dâu, con rể, có chuyên môn rất giỏi, hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường. Quan điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là công việc của các con phải tự lo lấy, tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự khẳng định mình. Trong công tác công vụ, đồng chí nhận đúng mức lương mà nhà nước chi trả, nhất quyết không nhận thêm một xu, một hào. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, con gái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hiện là ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Tiếp nối đức tính khiêm nhường, giản dị, mẫu mực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Kim Ngọc đang từng ngày cống hiến vì sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng. Chị là người có năng lực, trách nhiệm. Nhiều người nghĩ rằng chị sẽ nhận được rất nhiều sự ưu ái. Song khi còn là cán bộ thuộc bộ phận quản lý, chị luôn ý thức tự trau dồi bản thân, phấn đấu vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ, không dựa dẫm, ỷ lại. Và thực sự ấn tượng, ngạc nhiên khi mà nhiều đồng chí lãnh đạo luôn lo lắng cho con cái, cất nhắc chỗ này, chỗ kia. Tuy nhiên đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không khi nào làm điều gì tác động để con cái được chú ý. Đồng chí luôn là con người giản dị, khiêm tốn, nhưng thực sự cao cả và thanh liêm. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngọc, con gái cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hiện công tác tại tạp chí Cộng sản và là ủy viên ban biên tập, chánh văn phòng. Người chồng của chị đến khi cụ Tổng mất, nhiều người mới biết anh là con rể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ Tổng giáo dục con cái phải tự phấn đấu bằng thực lực, hoàn toàn không cho phép dựa dẫm kiểu cua cày càng, cá cày vây. Đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhất là những người chức vụ càng cao, quyền hạn càng lớn, thì càng phải gương mẫu về mọi mặt và phải hết sức tránh tình trạng chân mình còn lắm bê bê lại cầm bó đuốc đi rê chân người. Hơn thế, bản thân đồng chí đã nêu một tấm gương sáng ngời, trọn vẹn về tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong rèn luyện, tu dưỡng, theo yêu cầu chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đưa ra,
ở mọi lúc mọi nơi, đồng chí đã luôn lấy chữ Liêm làm đầu và thực hành chữ Liêm gắn liền với đấu tranh quyết liệt để đi đến quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nhất là tệ tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện đúng nguyên tắc hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra là nói đi đôi với làm và tu dưỡng đạo đức suốt đời. Từ khi làm cán bộ ở tạp chí Cộng sản tới vị trí Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn đặt lợi ích của đảng, của nhân dân, của tổ quốc lên trên hết, trước hết và làm việc một cách thật sự tận tụy, tận tâm, tận lực, quên cả thời gian và tuổi tác vì lợi ích đó. Đối với đồng chí, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng là hai mặt luôn đi đôi với nhau và diễn ra thường xuyên, liên tục, cả trong tư tưởng và trong thực tế. Những lời nói, những bài viết, bài phát biểu của đồng chí được cán bộ, đảng viên và nhân dân lắng nghe, tin tưởng và làm theo, vì ở đó là những tư tưởng lớn, những quan điểm lý luận, những triết lý có giá trị sâu sắc, được toát ra từ một khối óc sáng suốt, tinh tường và từ một trái tim thật sự chân thành. Các tầng lớp nhân dân ta đều rất quan tâm đến các hoạt động của Tổng Bí thư qua các phương tiện thông tin đại chúng, và khi thấy trên hình ảnh sức khỏe của Tổng Bí thư có biểu hiện giảm sút ít nhiều, người dân tâm tư lo lắng, nguyện cầu cho Tổng Bí thư sớm hồi phục để làm phụng sự đảng, nhân dân và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Điều này không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà vì dân ta rất hiểu về một con người với nhân cách cao đẹp, tài năng, đức độ hiếm có, đứng đầu đảng ta gần trọn 3 nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lý luận xuất sắc của đảng, có đóng góp to lớn vào xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới của đảng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi người dân đều hiểu, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã sống trọn một đời trong sáng, giản dị, khiêm tốn và rộng lượng, thương người, tôn trọng và hòa đồng với mọi người, không ham phú quý, không màng lợi danh mà trọng danh dự của bản thân và của cả gia đình, để khi mất đi rồi còn để lại tiếng thơm. Đồng chí đã nói và làm theo triết lý nhân sinh ở đời và làm người, rằng đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Sự thống nhất giữa đức và tài trong nhân cách, phẩm chất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên uy tín, danh dự trước đảng, tổ quốc, nhân dân và sẽ sống mãi với thời gian, tạo nên sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, trong lòng mỗi con dân nước Việt đầy nỗi tiếc thương và thấy phần trống trải, thêm nghĩ suy về vận nước, về đảng, về phía trước của con đường đi tới bến bờ vinh quang, hạnh phúc của dân tộc. Uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại là rất đáng trân trọng. Di sản để lại là hết sức to lớn, có giá trị lâu bền. Chúng ta nguyện kế thừa và phát huy giá trị của di sản này để xứng đáng với lòng tin và hy vọng tốt đẹp của đồng chí vào đảng, vào nhân dân, vào con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiện Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Tháng 12 năm 1967, đồng chí làm cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học Tập, nay là tạp chí Cộng sản. Ngày 19 tháng 12 năm 1967, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 8 năm 1968 đến tháng 8 năm 1973, đồng chí là cán bộ biên tập tạp chí Cộng sản, đi thực tế ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, làm bí thư chi đoàn cơ quan tạp chí Cộng sản. Tháng 9 năm 1973 đến tháng 4 năm 1976,
đồng chí làm nghiên cứu sinh khoa kinh tế, chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 1976 đến tháng 8 năm 1980, đồng chí làm cán bộ biên tập ban xây dựng đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư chi bộ. Tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981, đồng chí học Nga văn tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Tháng 9 năm 1981 đến tháng 7 năm 1983, đồng chí là thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ, khoa học lịch sử, chuyên ngành xây dựng đảng ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô, trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 8 năm 1983 đến tháng 8 năm 1987, đồng chí làm phó ban xây dựng đảng tạp chí Cộng sản. Tháng 9 năm 1987 đến tháng 2 năm 1989, đồng chí làm trưởng ban xây dựng đảng, phó bí thư đảng ủy từ tháng 7 năm 1985 đến tháng 12 năm 1988, bí thư đảng ủy cơ quan tạp chí Cộng sản tháng 12 năm 1988 đến tháng 12 năm 1991, tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990, đồng chí làm ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Tháng 5 năm 1990 đến tháng 7 năm 1991, đồng chí làm phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1996, đồng chí làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tháng 8 năm 1996 đến tháng 2 năm 1998, đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 tháng 12 năm 1997, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000, đồng chí phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng. Tháng 3 năm 1998 đến tháng 11 năm 2006, đồng chí làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2006. Tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001. Đồng chí tham gia thường trực Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006. Đồng chí làm Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Tháng 5 năm 2002 đến nay, đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011, đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tháng 1 năm 2011 cho đến nay, đồng chí là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 2 năm 2013 cho đến nay, đồng chí làm trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tháng 8 năm 2016 cho đến nay, đồng chí tham gia Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021, đồng chí làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tháng 4 năm 2021 cho đến nay, đồng chí là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Do có nhiều công lao to lớn,
và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Huân chương vàng quốc gia của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, huân chương hữu nghị của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giải thưởng Lenin, giải thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, huân chương Jose Marti của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba và nhiều danh hiệu cao quý khác. Như chúng ta đã biết, mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến bên cạnh việc mang lại nhiều thông tin có ích cho người dân, thì cũng có rất nhiều những ồn ào, câu like, câu view, tranh cãi, thị phi. Thế nhưng chiều tối ngày 19 tháng 7, ngay sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, không gian mạng bỗng trầm xuống và dường như trở nên đồng nhất trong không khí thành kính và đau buồn, nỗi thương tiếc vô bờ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành thông điệp chủ đạo trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều người dân ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, thành phần đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người lãnh đạo mà họ gửi gắm không chỉ niềm tin, kỳ vọng, lòng biết ơn mà còn có rất nhiều yêu thương bằng việc đồng loạt thay ảnh đại diện trên trang mạng xã hội thành màu đen hoặc cờ rủ. Sự hiện diện đồng loạt của các avatar màu đen, những lá cờ rủ buồn bã kèm theo những dòng trạng thái status thật sự xúc động. Một trái tim lớn đã ngừng đập. Người Cộng sản kiên trung, xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người Cộng sản chân chính. Người đã xa nhưng đời còn nhớ mãi. Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người Cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muôn người dân Việt Nam nhớ thương ông. Hay tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chưa hết, những hình ảnh, những phát ngôn ấn tượng đã đi vào lòng dân của Tổng Bí thư. Những bài thơ, bài hát ca ngợi công lao to lớn của người đứng đầu Đảng ta trên khắp các trang mạng là cách người dân nhắn gửi rằng sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát lớn với họ và cũng cho thấy sự đồng cảm sâu rộng giữa những người đồng bào đang cùng chia sẻ mất mát. Những nỗi đau này không bi lụy mà có bệ đỡ là niềm tin từ cộng đồng về tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Đặc biệt, rất nhiều người dân Việt Nam đã trích đăng lại câu nói mà Tổng Bí thư rất tâm đắc và phát biểu nhiều lần trước các cán bộ, đảng viên. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận về những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng nhất. Còn nữa, cộng đồng mạng còn chia sẻ cho nhau hình ảnh vị lãnh đạo tối cao của đảng với phong cách giản dị, hình ảnh cùng vợ và các cháu ngồi trên chiếu gói bánh chưng Tết trong căn nhà có những mảng tường đã cũ. Đó còn là nụ cười hồn hậu của ông khi bế em bé thôn quê, khi ngồi trò chuyện với những người thương binh ở vùng núi xa xôi. Đó còn là những câu chuyện về sự gần dân, sâu sát dân, đồng cảm với dân trong vô vàn các hình ảnh. Có thể nói, những thông điệp tích cực và sự đồng lòng tuyệt đối của cộng đồng mạng Việt Nam có tới hơn 70 triệu thành viên gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Trong đó phải khẳng định là nhân cách, uy tín của Tổng Bí thư đã tạo nên một sức mạnh đoàn kết không chỉ trong đảng mà cả trong lòng dân. Bên cạnh đó, những dấu hiệu tích cực từ cộng đồng mạng đã cho thấy những giá trị chân, thiện, mỹ luôn trường tồn và được đông đảo quần chúng ghi nhận. Trong lòng dân, người vừa từ biệt cõi trần ấy là hình mẫu cao quý của người Cộng sản chân chính, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam. Đó còn là nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người đã cống hiến trọn đời mình vì nước, vì dân, tận hiến đến phút cuối cùng. Đối với nhiều người dân, lễ quốc tang đã bắt đầu ngay từ khi nhận tin Tổng Bí thư qua đời ngày 19 tháng 7. Bắt đầu theo cách giản dị, đầy xúc động, chất phác và chân thành nhất, như chính tấm gương ngời sáng tận trung với nước, tận hiếu với dân của Tổng Bí thư. Quốc tang trong lòng dân
còn thể hiện ở việc rất nhiều đền, chùa, nhiều gia đình đã tự lập bàn thờ Tổng Bí Thư ngay từ tối 19 tháng 7 và tổ chức những buổi cầu siêu với số lượng người tham dự rất lớn. Việc làm này cho thấy, ngoài sự tôn kính, biết ơn, còn có cả tình cảm yêu mến, gần gũi, là lòng nhớ thương giống như tình cảm mà người ta dành cho người thân đã khuất của mình. Và còn rất nhiều những cá nhân với tấm lòng tôn kính đã hướng về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng theo cách riêng của mình. Đó là tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thanh Tông. Ngay trong ngày đầu tiên của nghi lễ quốc tang, người dân được vào viếng Bác từ 18 giờ ngày 25 tháng 7 và còn cả hàng nghìn người dân có mặt xếp hàng. Nhiều người thậm chí đã thức trắng đêm, nhiều người kiên nhẫn chờ xếp hàng từ rạng sáng với chung một mong muốn sớm được vào tiễn biệt Tổng Bí Thư lần cuối. Đặc biệt trong chặng đường cuối đưa Tổng Bí Thư vào lòng đất mẹ, dưới cái nắng oi ả của thủ đô Hà Nội, tất cả những con phố mà linh xa của Tổng Bí Thư đi qua, nhiều người dân thủ đô và các địa phương từ trẻ tới già trong cả nước với gương mặt tiếc thương đã đứng kín hai bên các con đường với những tấm ảnh phóng to, những giọt nước mắt lăn dài, những chiếc cờ rủ đã nói lên tất cả lòng dân. Điều đặc biệt nhất, ngay tại Nghĩa Trang Mai Dịch, hàng nghìn người đã vừa khóc vừa hát vang bài quốc ca khi tiễn người đứng đầu đảng ta một đoạn đường cuối cùng, đã thể hiện rõ nhất sự kính trọng, lòng tiếc thương mà hàng triệu người Việt Nam dành cho Tổng Bí Thư. Đây cũng trở thành sợi dây gắn kết mỗi người dân đoàn kết, đồng lòng, hướng đến nhiều điều lớn lao, ý nghĩa. Vẫn biết cuộc đời này là vô thường, vạn vật đều phải theo quy luật của tự nhiên. Lá bao giờ cũng rụng về cội, con người rồi cũng trở về với cát bụi, với cội nguồn mình đã sinh ra. Âu cũng là quy luật ở cõi nhân gian này. Nhiệm vụ với đảng, với nước, với dân, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất sắc hoàn thành. Và giờ đây, Bác thanh thản ra đi. Video này như một nén tâm nhang đưa tiễn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với lòng kính trọng một người cộng sản, cả cuộc đời vẻ vang mãi mãi thuộc về đảng, tổ quốc và nhân dân. Trong đau thương có sự khâm phục, niềm tự hào. Xin vĩnh biệt và cầu mong Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng yên giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video chia sẻ của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.